Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Yuki Hira Tarot Reading ha. Hôm nay mình sẽ đến với trải bài tình yêu tháng 4 của cung kết ha. Thì đầu tiên về nguồn năng lượng chung của cái tình yêu cung ma kết, đó là mình cảm thấy rằng là có một số cái vấn đề bạn đã làm rõ được rồi, bạn đã thông suốt được rồi. Hiện tại là bạn đã có thể gọi là rõ ràng, một là rõ ràng trong cảm xúc của mình với cái người kia, hai là bạn đã có thể quay lại những cái cảm xúc yêu thương với một ai đó ha. Và mình thấy rằng là điều này nó rất là tích cực ha. Bạn đang nghĩ đến ai đó, bạn cảm giác cái cảm xúc của cái người đó, bạn cảm thấy những cái tình yêu đối với cái người đó. Và mình nghĩ rằng là mọi thứ bình yên nó đang chờ bạn trong cái tháng 4 này ha. Những cái sự lãng mạn, có rất là nhiều cái vấn đề mà hai người có thể trao đổi hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là thông suốt với nhau trong cái tháng 4 ha. Và mình thấy rằng là có một cái sự kết thúc, và gọi là kết thúc điều gì thì mình thấy có vẻ rằng là nó kết thúc một cái khoảng thời gian mà cả hai người xa nhau. Tại vì ở đây á, mình thấy rằng một cái hình ảnh của cái việc là bạn bỏ đi hoặc là bạn rời khỏi cái mối quan hệ này sau một cái khoảng thời gian có thể là cãi nhau. Kết thúc những cái chuỗi ngày mà sợ những cái sự lừa dối hoặc là có cái điều gì đó hiểu lầm giữa hai người ha. Thì mình thấy rằng cái điều đó nó đã kết thúc rồi. Có thể bạn đã hiểu ra, bạn đã nhìn nhận thấy những cái điều là nó xa hơn trong cái tình cảm, chứ không chỉ là những cái điều mà mình nhìn thấy trước mắt ha. Mình thấy tháng 4 này một cái nguồn năng lượng về cái ánh sáng, về cái nguồn năng lượng tích cực. Cái việc mà bạn chan hòa với cuộc sống và bạn đối diện với cuộc sống với nhiều cái sự tích cực ha, với nhiều cái sự khách quan tích cực ha. Và mình thấy cái khoảng thời gian mà cả hai người xa nhau á, hoặc là ở đây mình thấy rằng là cái việc mà hai người xa nhau là cần thiết ha. Đối với một số bạn ma kết á, thì có lẽ rằng là bạn với ai đó có những sự hiểu lầm với nhau, và sau cái thời gian hiểu lầm đó, nó làm cho mối quan hệ của hai người khăng khít hơn. Một cái cảm xúc mà bạn luôn nghĩ về người đó, hoặc là cái tình yêu của bạn, nó chữa lành và nó giúp cho bạn bước lên một cái bước cao hơn trong cái tình yêu với cái người này. Và nó giúp cho bạn nhìn thấy được rất là nhiều điều và không có còn bị tổn thương bởi những cái chuyện mà ai đó đã giấu giếm, hoặc là làm bạn đau lòng, hoặc là có một người khác chen vào mối quan hệ này. Đối với một số bạn nhân mã ha, đối với một số bạn nhân mã khác á, thì mình thấy được là cái kết nối giữa bạn với cái người này á, cái kết nối của bạn với người này á, sắp đi vào cái giai đoạn kết thúc ha. Có lẽ là bạn muốn rời khỏi cái mối quan hệ này, và mình thấy rằng là bạn đã thông suốt hơn trong cái cuộc sống của mình, và bạn đã hiểu được rất là nhiều thứ về cái chuyện mà tình cảm. Mặc dù là bạn rời khỏi cái mối quan hệ này ha, nhưng mà bạn vẫn luôn nghĩ về cái người đó. Trong cái thời khắc, trong cái thời gian tháng 4 này, bạn cần là cái gì? Bạn cần là cái sự bình yên. Và mình thấy cái tháng 4 này bạn với người này sẽ có cái sự chia xa với nhau, nhưng mà chính cái sự chia xa này nó sẽ mang đến điều gì? Nó mang đến cái sự nhường nhịn của cái người kia nhiều cho bạn, nhiều hơn. Sau cái khoảng thời gian này, người ta sẽ nhường nhịn cho bạn nhiều hơn,
và sẽ có những cái khoảng thời gian xa nhau để cho cái người kia buộc lòng phải theo đuổi bạn. Bởi vì ở đây mình thấy rằng là tháng 4 á, có thể rằng các bạn Marcus sẽ bước vào một cái giai đoạn chinh phục cuộc sống của chính bản thân mình, độc lập về kinh tế, hưởng những cái hoa thơm trái ngọt mà bạn đã đầu tư trong cái thời gian vừa qua, từ công việc hoặc là bất cứ cái điều gì ha. Đã đến cái giai đoạn bạn hưởng hoa thơm trái ngọt thì mình thấy như vậy ha. Các bạn Marcus á đã rất là tốt trong cái việc là tập trung vào bản thân của mình, đã rất là tốt trong cái việc đó là làm việc với bản thân của mình. Mặc dù là bạn mình nghĩ rằng cái tình yêu mà nó làm cái một cái past love hay một cái tình cảm nào đó, cái tình cảm này nó làm cho bạn tan vỡ cái trái tim, cái tình cảm này nó thường lặp đi lặp lại như vậy, và nó thường làm cho bạn phải suy nghĩ nhiều về nó. Nó yêu cầu bạn phải đối mặt với lại cái bóng tối tâm hồn của bản thân mình. Nó yêu cầu bạn phải mở cửa lòng mình để giải quyết những cái tiêu cực này, để cho nó không có, nó đừng có ràng ép bạn nữa, mà bạn phải được tự do trong cái cách suy nghĩ, trong cái việc yêu thương, trong cái tình yêu. Và bạn, mình nghĩ rằng là bạn đã nhìn thấy được rất là nhiều những cái vấn đề mà mình cần phải thay đổi. Hiện tại bạn đã nhìn thấy ra được những cái điều đó, bạn cần làm gì, bạn cần đối mặt với những cái nỗi sợ hãi của mình. Và ở đây mình thấy một điều rất là tốt, đó là bạn lấy lại cái tự tin của bản thân mình. Mình thấy có rất là nhiều người theo đuổi bạn, hoặc là bạn đang ở trong cái nguồn năng lượng tốt nhất của bản thân mình ha. Mình thấy có một cái sự phát triển về mặt tâm linh rất là tốt của bạn. Đó là bạn từ một cái người nữ mà luôn luôn có một cái hàng rào để chắn ngang, để cho những cái nỗi sợ bên trong mình không thoát ra ngoài, và để cho những người bên ngoài với những cái tình yêu thương thì lại không chạm vào được trái tim của bạn. Thì mình thấy rằng bạn đã thoát ra, và bạn đã có thể gọi là rất là vui vẻ, rất là tự tin vào bản thân mình, rất là tích cực, mang đến nhiều cái sự đam mê cho những cái người nam xung quanh, hoặc là những cái điều xung quanh của mình ha. Và làm cho những cái người nam ở bên bạn, hoặc là cái người yêu của bạn, họ theo đuổi bạn để mà họ có thể có được bạn. Đối với một số bạn nam là Marcus đang câu trả bài này, thì mình thấy rằng là một cái người nữ là một cái tình yêu cũ của bạn làm cho bạn rất là nhiều lần đau khổ, nhưng mà hiện tại bây giờ bạn đã tìm lại được, bạn vẫn còn nhớ người này rất là nhiều, và bạn đã cố gắng để mà theo đuổi cái người này, bởi vì bạn thấy rằng là cái người này luôn luôn không mở cửa trái tim cho bạn, và bạn một khoảng thời gian xa nhau, cái tình cảm của bạn đối với cái người này vẫn không thay đổi. Và mình thấy cái khoảng cách địa lý giữa bạn với cái người này, và mình thấy rằng là có cái sự gặp lại nhau, và cái người nữ trong trải bài này luôn luôn mong nhớ cái người kia. Mình thấy có một cái dating trong cái tháng 4 này, một cái sự hẹn hò trong cái tháng 4 này. Có thể rằng cái sự hẹn hò này á, nó là một cái giai đoạn đầu tiên trong cái tình cảm, nhưng mà mình nói rằng là tháng 4 này hai bạn sẽ có khả năng có thể gặp lại nhau ha. Chắc chắn các bạn sẽ nói là dịch làm sao mà gặp vân vân, nhưng mà cái nguồn năng lượng của nó sẽ là các bạn có thể gặp lại nhau, các bạn có thể tái hợp. Marcus cần phải chữa lành những cái tổn thương về mặt gia đình nha. Tháng 4 này Marcus sẽ có những cái cơ hội để mình nói ra được những điều mà trong lòng mình đang nghĩ, mình đang mong muốn ha. Tháng 4 này chắc chắn là một true love sẽ đến với lại Marcus, được chưa? Và những cái điều mà bạn đang mong ngóng, bạn đang chờ đợi á, sắp tới nó sẽ có câu trả lời cho bạn.
Và ở đây mình sẽ thấy dưới bộ bài nó có cái chữ engagement ha. Có một ai đó muốn cam kết với bạn, có một ai đó cảm thấy bạn là cái đối phương mà họ đang tìm kiếm, cảm thấy rằng là muốn đặt một cái nền tảng đến với bạn ha. Vì vậy cho nên một số market nào mà không có mở lòng với lại tình yêu á, thì các bạn hãy keep an open mind, được chưa? Các bạn hãy mở rộng cái trái tim của mình, mặc dù cái người đối phương của mình, cái người mà true love, cái người mà soulmate, cái người mà mình làm việc cùng tháng tư này, kết nối cùng tháng tư này thì khác so với những cái điều mà mình mong đợi, hoặc là mình có cái sự sợ hãi lo lắng, nhưng mà mình cứ để mọi thứ nó mở ra một cách tự nhiên. Bạn chỉ cần yêu chính bản thân mình, và khi cái người ta đến theo đuổi bạn á, thì bạn hãy để cho người ta làm những điều mà bạn mong muốn. Còn đối với những bạn nam á, thì một cái tình cảm bạn muốn dành cho ai đó rất là sâu sắc, rất là nhiều, và bạn muốn tiến lên với cái người này, thì mình nghĩ rằng là tháng tư này sẽ có cơ hội đến với bạn, và bạn cần phải quyết định nhanh chóng để có thể nhanh chóng engagement được với lại cái người này ha. Ở đây market rất là đẹp khi mà có hai lá true love và engagement vào tháng 4 ha. Có thể cái nguồn năng lượng này nó vẫn còn tháng 4 thì nó vẫn còn ngắn sau để cho cái nguồn năng lượng này nó hoàn toàn nó được xảy ra hết, nhưng mà nó cũng là một cái nền tảng để mọi thứ trong cái cuộc sống của bạn về cái tình cảm nó tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check sơ qua về cái đối phương của market. Đối phương của market đang tập trung vào công việc. Nhưng mà cái việc mà cái đối phương này tập trung vào công việc cũng là cái việc là cố gắng để mà đầu tư vào công việc, để mà nghĩ đến cái tương lai xa của cả hai á ha. Và mình thấy rằng là cái đối phương này của market hiện tại đang ở trong cái trạng thái cũng rất là gọi là sao ta, mệt mỏi, áp lực, nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Và cái đối phương của market á, có thể nhìn nhận mọi thứ nó một cách thoải mái hơn rồi, để có thể nhìn thấu được nhiều hơn rồi trong cái cuộc sống rồi. Bây giờ cái đối phương của market nghĩ như thế nào về các bạn market ha, về tình cảm với các bạn market ha. Cái đối phương của các bạn market thì mình thấy rằng là cái đối phương của các bạn market họ muốn bỏ đi những cái điều trong quá khứ và muốn làm lại ha. Ở cuối bộ bài mình đã có một cái sự thắp lửa lên một cái điều gì đó, mà một cái cơ hội mới nào đó ha, mà họ muốn thực hiện. Và cái đối phương của market họ vẫn cảm nhận cái liên kết này là tình yêu, cái liên kết của các bạn market là tình yêu ha. Cái lá tình yêu này họ muốn xây dựng, họ muốn nắm tay bạn để đi lên phía trước. Nhưng mà mọi việc á, nó vẫn ở cái tình trạng, cái tình huống là gì? Vẫn ở cái tình trạng, tình huống là hai bạn chưa được về gần với nhau. Hai bạn đang chờ cái thời gian để mà kết nối lại, gặp lại nhau. Có thể gặp lại nhau trong một bữa tiệc, nhiều bạn bè ha. Nhưng mà cái người này muốn cái điều gì? Thật sự cái người này có rất nhiều đam mê khao khát với bạn. Và cái người này muốn cái điều gì? Cái người này muốn làm lại, muốn có một cái cơ hội làm lại. Nhưng mà hiện tại mình vẫn cảm thấy là chưa phải lúc. Cái người này vẫn còn rất là nhiều việc cần phải giải quyết trong bản thân mình. Họ chưa có học xong cái bài học master về cái nguồn linh hồn của mình. Họ chưa có học xong cái bài học về cái việc có thể rằng là không quá khắt khe, hoặc là phán xét, hoặc là bớt cái sự tự ái hoặc là tự ti trong bản thân mình ha, mà phải cắt bỏ những cái xiềng xích để cho mình có thể thoải mái tiến lên với cái mối quan hệ này, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy tự do, chứ không phải là cái sự ràng buộc hoặc là
nói chuyện không thông với bạn, hoặc là cãi nhau ha, hoặc là xem cái tình cảm này á, hoặc là đến với cái tình cảm này và với một cái tư thế là chiến đấu chứ không phải là cho đi tình yêu, thì cái người nam này cần phải học cái bài đại học đó xong, cân bằng được cuộc sống của mình xong, chinh phục được những cái thành công nào đó trong cuộc sống và phát triển hơn về cái nguồn tâm linh của mình, cái trái tim của họ, cho và nhận tình cảm, không có ghen, không có bị những cái cảm xúc mà nó tiêu cực như là ghen, sở hữu, áp đặt ha bạn ha. Nhưng mà mình vẫn mong rằng là các bạn market và đối tượng của bạn sẽ có được nhiều cái điều tốt đẹp hơn, bởi vì ở đây mình thấy có ba cái lá bài: true love, tình yêu ha, những người yêu nhau, những người luôn luôn để nhau trong trái tim của mình, và một cái lá engagement ở đây là muốn cam kết, đi đến một cái cam kết trong cái cuộc sống cùng với nhau ha. Ok, và bây giờ mình sẽ kết thúc cái trải bài của market ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nhớ là nhấn đăng ký và chuông thông báo để sắp tới khi mà mình được 5.000 người đăng ký, mình sẽ có những cái phần quà dành tặng cho các bạn nào có đăng ký kênh của mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.